Sở Công Thương Bến Tre đã tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2022. Ngày 9 tháng 8 năm 2021, Quỹ ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1881 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022 với chủ đề Chuyển đổi số thay đổi nhỏ lợi ích lớn, theo đó, Sở Công Thương xây dựng 6 giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp gồm hỗ trợ chữ ký số doanh nghiệp, hỗ trợ quá đơn điện tử, hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử chuyên nghiệp, hỗ trợ phần mềm hợp trực tuyến Microsoft Team, hỗ trợ tổng đài ảo Plafon chăm sóc khách hàng. Cùng với đó, Sở Công Thương cũng xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử hàng năm để cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai thực hiện. Đang vận hành sàn thương mại điện tử đặc sản Bến Tre với gần 73 gian hàng và 240 sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh kinh doanh quảng bá sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, sản phẩm đạt chứng nhận ô cớp. Phối hợp liên kết sàn thương mại điện tử của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với nhau cùng phát triển các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của dùng. Tổ chức và mời gọi các tổ chức cá nhân tham dự tổng cộng 9 lớp tập huấn chuyên đề về thương mại điện tử cho hơn 500 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số cũng được thực hiện lồng ghép trong các chương trình kế hoạch chuyển đổi số khác của các ngành lĩnh vực và địa phương. Theo Cục Thuế tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 4.498 người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử. Theo thông tư 78, ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính đạt tỷ lệ 100%. Tính đến nay, tất cả doanh nghiệp hiện có đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi số thành công trong việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và sử dụng hóa đơn điện tử chữ ký số. Đặc biệt trong năm 2022, Sở Công Thương tỉnh đoàn phối hợp việc theo triển khai mô hình chợ 4.0 tại các chợ Ba Tri, huyện Ba Tri, chợ Tân Phong, chợ Dòng Miễu, Quyền Thành Phú, trung tâm thương mại thành phố Bến Tre, chợ Ngã Năm, thành phố Bến Tre, chợ Tân Quề Đông, huyện Châu Thành. Với mô hình chợ 4.0 Toàn bộ tiểu thương và người dân có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua số điện thoại vô cùng nhanh chóng, thuận tiện. Đến nay, đã có hơn 800 tiểu thương và các điểm xung quanh chợ tham gia Tổng lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt là hơn 7.000 giao dịch. Theo đánh giá của Sở Công Thương, qua gần 2 năm triển khai, việc hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và dừa chủ yếu được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa và lồng ghép vào nhiệm vụ thường xuyên của các ngành các cấp đã có những kết quả cụ thể khá quan, góp phần vào xây dựng trụ cột kinh tế số. Mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp cơ bản đã hoàn thành, đạt và dừa chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ triển khai đề án hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre quảng bá xúc tiến bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử, dự kiến là hỗ trợ 3 doanh nghiệp nâng cấp và vận hành sàn thương mại điện tử đặc sản bến Tre, đồng thời kết nối với sàn thương mại điện tử của các tỉnh trong khu vực. Sở Công thương cũng đề xuất và thực hiện xây dựng mô hình thí điểm xã thương mại điện tử, đến thời điểm này nhận được 7 đề xuất triển khai thí điểm mô hình xã thương mại điện tử của ủy ban nhân dân các quận thành phố. Dự kiến sở sẽ triển khai bắt đầu từ tháng 8 năm 2023.